trực tiếp xem nào. Cũng cho vào hiệp đầu tiên nhưng mà chắc không bắt nhịp được, không cò lại vào. Xem bên ngoại bình của Minh Bình đánh chán lắm, quả cứng rồi bạn. Máy này mới thì nó khoảng 20 quá. Hỏi cái tình huống đấy như nào là nó báo cáo. Tất cả các góc quay, tất cả các tình huống. Khuôn mặt Khải
chỉ biên hôm nay đã chạy được chiến thuật rồi. Chân thế. Về. Bên kia nó cố tình nhồi ánh xong về ly nó bắt lên lại tổ chức lại. Này, tấn công cứ như kiểu để cho đội kia nó tấn thủ. Chú trời đau lưng. Bóng đi đâu? Mình tay nó bảo có điều của bóng đi đâu? Mẹ nó đánh vào sân của mày thật. Có những cái ý chí đấy, cầu thủ những kiểu này đấy, ý chí em quả quyết được rồi, nó không như thế đâu. Lấy lại tự tin sau rồi mình lại để Thank you.